Nghe nói là anh em thích coi vlog lắm đúng không? Đúng, đúng. Hôm nay là 2 giờ sáng. Thấy không tí? Thấy chứ. Em sẽ làm vlog cho mọi người coi. Hợp lý. Chở 4 bạn chắc cũng chạy được 101 à. 101 lần hả? Đúng rồi. Xe này lái đi đường Đa Phước là có nhiều hưởng hết luôn anh tí. Sao kỳ vậy tao? Đâu có đóng cửa là được đâu, xe gác cũng nhiều hưởng hết luôn. Đâu anh hưởng nữa giờ đó. Viên cu rô em tháo ra rồi. Viên cu rô em tháo luôn hả? Đúng rồi, em tháo viên cu rô mới lạnh này. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Mấy đứa dòi dài tực lắm anh tí. Đúng rồi. Nhưng em gọn bần sao không? Vậy là em xong rồi. Mình dứt em bé Linh đi chơi nha các bạn. Đi xe này khỏe lắm anh em. Sao đi tướng kỵ vậy? Dạ, em ổn không? Em ổn mà. Nhưng mà đi xe là ảo quá trời. Chúng ta sẽ bắt đầu ăn uống vệ sinh xong rồi sẽ tiếp tục chặng đường nha các bạn. Thì anh em muốn đi vlog làm cho này nãy đi là 2 giờ, bây giờ là 3 giờ rưỡi. Mình tới trạm dừng chân cho tốt. Bây giờ mình cũng tới đỉnh quán rồi. Anh em mình một đêm ngủ trên xe rất là êm nên bây giờ mình cảm thấy rất là năng lượng nha các bạn. Ngủ được tận 15 phút lận á. Quá lạ. 15 phút ngủ trên xe này nó giống như là 15 tiếng vậy đó. Đúng rồi. Giây phút quý giá. Cứ muối là cứ chảy trong lòng ấy là mát không anh? Mát kinh nghiệm. Mát đâu mình. Mình chạy nó mát. Đúng mình đậu rồi nó nực lắm. Bây giờ tiếp chứ hả? Tiếp chứ. Tới đó ngoài mình tới nhà lẹ đi. Đi thôi nào, lên xe thôi nha. Tèo làm gì xe đó vậy? Ủa? Sốc gì vậy? Ok kìa. Tại thì sao mà một hồi anh em tôi đi tầm 5 tiếng đồng hồ thì cũng đã tới nhà con gián thanh thái rồi. 5 tiếng đi 110 cây tại xe chạy nhanh. Sợ rớt phụ kiện nên mình... Em á. Bây giờ mình check in nhà của con gián thanh thái xong rồi mình có cái gì hay mình sẽ quay cho anh em coi tiếp. Mình sẽ đi một vòng ở nhà con gián thanh thái coi là có cái gì nha. Thì em thấy nhà này thì một tháng thì bạn ý mới về ở một lần nên nhiều khi cửa mở sao bạn ý cũng không biết luôn. Giờ nó như thằng ăn trộm vậy đó, em nói thiệt luôn, nó ngồi nó môi nó móc cái gì em đó không biết. Em sẽ review cho mọi người. Đố em cây này cây gì? Cây me. Cây me. Đây cũng là cây me, còn cái cây này chắc ngoài Bắc không có nè. Cây vạn tuế. Ở ngoài Bắc người ta gọi là vạn tuế, còn trong mình gọi là khiên tế. Còn cây đó, cây bông trang, cây khóm, nhưng mà cái kiểu như mà khóm mà để Tết người ta hay chưng á. Cái này có ăn được không? Trái này ăn vẫn được. Ủa, nhưng cây giọt có ăn được không? Mình ăn á, mình đừng thấy nó đẹp, mình để mình coi thôi. Nếu mà ăn là mình ăn cái đọt này nè. Như là em biết đọt đu đủ đúng không? Là mình ăn cái đọt, mình chấm muối thôi, còn mấy trái mình bỏ đi. Mình ăn theo cái tiết kiệm á. À, cái cây này cây gì em không biết nè. Cây đào tiên. Cây này là cây seri nè. Còn cái cây này là cây không biết. Vòng vòng đây em thấy người ta trồng sầu riêng nhiều nè. Hạt điều nhiều nè. Ở ngoài Bắc em đâu có hạt điều đúng không? Sầu riêng, hạt điều, mít, chuối, ngô, bắp. Nhiều. Nói chung là về đây là đồ ăn không không bao giờ thiếu á, chỉ có cái hết mùa thôi. Hôm nay mình đến chơi nhà bạn con gián thông thái. Anh em mình về mỗi người một cái bộ ghế nha. Đúng đúng. Để gián quá nhà chứ. Mà tôi muốn hỏi con gián là chỗ mình ngủ nó nằm ở đâu vậy gián? Tại chốt đi cái chỗ ngủ chưa hình thành đâu. Chưa hình thành.
À, mấy cái mạng nhện này là một cái hiệu ứng nhà dáng thích chơi Spider-Man đúng không? Đúng rồi, trời sao biết hay vậy? Ừ. Biết, có biết điều không biết nè. Để biết điều rồi nè, là quét nhà phụ đúng không? Đúng rồi. Thằng này có bộ nó khờ khờ mà nó cũng nó móc nó méo không mọi người. À, ta đã bị dính bẫy. Cái gì em cũng biết á, có cái biết điều là em không biết là thiệt. Thôi, khổ một dẹp, tới khúc đó rồi. Ủa? Gì vậy? Quét trong nhà. Cuối cùng Tài cũng được thỏa mãn ước nguyện quét mạng nhện rồi. Quá trời. Dạ. Ok chị. Cảm ơn chị. 10.000. Dạ, gửi chị 2 tỷ. Về quá. Dạ, chúng ta về ngủ. Đúng rồi. Tính ra đây chưa, mình vô sớm đẹp lắm luôn á Tèo. Bây giờ là 4:20. Ừ. Vô trong đây 5 giờ nghỉ. Ừ. 4:20 mình mới bước chân tới. Mình xuống suối xong mình lên thay đồ về với các bạn. Mình đi lạc. Mình đi lạc. Đây đẹp ghê Tèo ơi. Rồi đây thoáng mát á. À. Không có xịt lầy á. Đúng rồi đó. Ổn không Tèo? Tuyệt vời không? Mát xăm rồi. Mát này cục này nè. Anh mới nhúng nửa người xuống anh cảm thấy không ổn lắm. Giọt lên nè. Trời ơi, tập cho mát đi. Trời ơi, lại ngắt mát gì vậy? Mát gì vậy trời? Em tôi ở đây chơi. Vui không? Vui. Vui. Đâu thì muối sticker tại nhà đâu. Đánh hòa bên bên gì? Hãy subscribe.